cây này ngố ngố giống như cây cỏ ấy, nhưng mà thực tế nó là một cái loại thảo dược rất là tốt nha. Thì cái gân lá của nó khi mà gân lá già hoặc là trong cái mùa khô cằn cỗi ấy, thì nó sẽ có cái gân lá màu tím hơn, nó tím tím như thế này. Còn nếu không mùa mùa mưa nó đang trổ lá thì đa phần cái lá nó màu xanh. Đất ở giữa gân lá thì nó cũng có màu tím ấy, nhưng mà khó nhận biết lắm. Đấy. Khi mà mình ngắt ra thì nó sẽ có mùi thơm đặc trưng của tinh dầu. Đây là cây hương nhu này. Đấy. Cây hương nhu này thì thường người ta sẽ trồng thành một vườn rất là rộng lớn để người ta thu hái và chiết xuất tinh dầu. Thì trong tinh dầu hương nhu thì nó có cái tác dụng rất tốt đối với những ai đang bị ho, cảm cúm, sổ mũi, nhức đầu. Thì các cụ ngày xưa hay hái cái lá hương nhu này kết hợp với lá tre, lá xả, lá trầu không để vân vân để xông giải cảm. Đấy thì bây giờ nó vẫn được ứng dụng tại vì cái hàm lượng tinh dầu của nó rất là cao. Thì mình có thể là sử dụng lá hương nhu khô hoặc tươi. Ví dụ tươi thì mình hái một nắm, còn khô thì mình lấy một nhúm. Đó, thì mình sắc nước, mình xông giải cảm. Hoặc là khi mà mình lấy tinh dầu hương nhu nguyên chất ấy, thì mình chỉ cần bôi vào mũi này, cổ họng này, rồi các cổ tay này để cho nó có cái sự lưu thông khí huyết, cộng với lại nó làm thông thoáng đường thở. Và cái tinh dầu hương nhu này nó còn tốt cho đối với những ai mà đang gặp cái tình trạng mà stress, tinh thần không được thoải mái, tinh thần bị căng thẳng, bị lo lắng, lo âu, thì mình có thể sử dụng tinh dầu hương nhu hoặc là thổi lá hương nhu để cho cái hương bay khắp nhà, tạo ra được cái cảm giác thoải mái, thư giãn cho mọi người. Và cái tinh dầu hương nhu này nó có cái giá trị rất tốt đối với những ai mà mình đang căng thẳng quá độ, mình phải lao động cật lực hay là tinh thần mình đang stress mức độ quá cao, thì mình có thể sử dụng cái tinh dầu hương nhu này ở trong nhà, vừa thơm vừa thư giãn vừa thoải mái, giúp cho cơ thể được thả lỏng hơn. Và nếu như mà ai đang gặp tình trạng này tóc rụng này, ít tóc con như mình là đang mọc tóc con đúng không, thì có nhiều người đã sau sinh hoặc là một lý do nào đấy mà cơ thể mình đang gặp cái tình trạng mà rụng tóc, tóc không mọc, không sơ tóc, chẻ ngọn rồi hay gãy tóc, thì mình có thể sử dụng là lá hương nhu này, mình nấu nước lên mình gội đầu, hoặc là nếu mà có tinh dầu hương nhu nguyên chất ấy, thì mình có thể là mình bôi vào tóc, để bôi vào chân tóc đấy để cho cải thiện, phục hồi chức năng, rồi phục hồi cái độ chắc khỏe của tóc, cộng với lại nó giúp cho cái khả năng mọc tóc con ấy, nó cao lên, nó tốt lên. Đấy, thì đấy là cái công dụng của tinh dầu hương nhu. Còn nếu mà ai mà đang gặp cái tình trạng mà tiểu đường, đường huyết cao hoặc là mỡ trong máu, thì mình có thể là sử dụng lá hương nhu để pha trà uống. Nhưng mà mình lưu ý là cái tác dụng của nó rất là mạnh, cho nên là mỗi lần mình sử dụng, ví dụ như cây hương nhu đi, thì mình chỉ lấy cỡ khoảng một hai ba ngọn như này thôi. Đấy, cái hai hai ba ngọn nhỏ như này thôi, và mình uống liên tục, uống để điều hòa. Nhưng mà mình lưu ý là mình cái số lượng nha, cái tác dụng của nó rất là mạnh, cho nên là những ai bị tiểu đường mình không nên uống quá nhiều, sẽ làm tụt đường huyết của mình luôn. Đấy, cho nên là khi mà dùng cây tươi thì mình cỡ sử dụng cỡ khoảng 2-3 ngọn thôi. Còn nếu như mà cây khô thì mình sử dụng một muỗng cà phê tầm 2 gram thôi, tức là một lạng hương nhu mình sử dụng trong vòng tận 1 tháng. Tận bao nhiêu ngày? 2 gram mà một lạng là 100 gram, tức là hương nhu mình sử dụng một lạng hương nhu mình sử dụng trong 50 ngày đối với những ai bị tiểu đường nha. Đấy, thì cái tác dụng của nó rất là mạnh, nhưng mình lưu ý là mình không có sử dụng quá nhiều, làm cho cái đường huyết nó tụt mạnh quá, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Đấy, thì nếu như ai đang gặp cái tình trạng như tiểu đường này, mỡ trong máu, đặc biệt là mỡ trong máu này, đó, tiểu đường và mỡ trong máu, thì mình sử dụng 2 gram một ngày, 2 gram khô. Còn nếu như mà muốn kích thích màu tóc thì mình sử dụng tinh dầu hoặc là nấu lá tươi gội đầu. Rồi nếu như mà đang ho, cảm cúm, sổ mũi thì mình có thể hái lá xông hoặc là xịt sử dụng tinh dầu nguyên chất, tinh dầu hương nhu nguyên chất. Thì đấy là một trong những cái ứng dụng và cách công dụng của cây hương nhu. Chúc mọi người có sức khỏe, và nếu như mọi người muốn mình chia sẻ thêm các kiến thức về các dược liệu khác thì mọi người cứ comment ở phần bình luận nhé.